khi ba miền Bắc Trung Nam thử làm MC. Rồi, hôm nay là học ba miền, chúng ta sẽ học cách giới thiệu tên bài hát của ca sĩ trước khi ra sân khấu nhé. Các em đọc theo thầy nào. Sau đây là ca khúc Anh Khác Hay Em Khác của Khắc Việt. Mời quý vị thưởng thức. Ra để em thưởng trước ạ. Rồi, mời em Bắc nào. Sau đây chính là ca khúc Anh Khác Hay Em Khác của Khắc Việt. Mời quý vị thưởng thức. Đấy, giọng bữa nay ổn rồi đấy. Rồi, mời bạn nào miền Nam nào. Sau đây là phần trình diễn của Khắc Việt với ca khúc Anh Khác Hay Em Khác. Ôi dồi ôi, quá sáng tạo. Thực sự là quá sáng tạo. Rồi, mời bạn miền Trung nào. Sau đây chính là ca khúc Anh Khác Hay Em Khác của Khắc Việt. Cái gì? Thì Anh Khác Hay Em Khác của Khắc Việt. Khác cái đi ra ngoài. Đây chỗ đang học. Không, cái chỗ em hân đọc là Anh Khác Hay Em Khác của Khắc Việt. Ơi, tôi đã bảo là tôi không có khác. Mà em thích khác thì...